Tùng Nguyễn xin chào cô chú và tất cả mọi người nha. Dạ con chào sư phụ. Bây giờ con xin hỏi chuyện chủ đề là sư phụ cho con hỏi là đạo là gì và có từ khi nào ạ? Dạ con mời sư phụ. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Thì theo cái đề nghị hỏi chuyện về vấn đề đạo phát xuất từ đâu và có từ bao giờ, thì tôi cũng xin mạn phép là đọc cái quyển Đại Đạo Luận của Ngài Chiếu Huệ Tâm, viết thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 1947. Dạ. Đó, Không thì đây cái cuốn này đó viết ra để cho mình hiểu đạo trời và những gì trong cái thế giới hiện tại. Thì trước nhất á, tôi xin phép được đọc và để cho mọi người chia sẻ lên, để cho mọi người nghe, hiểu và ngẫm những gì mà các bậc tiền bối của gia tộc và ông cha tôi viết lại trong thời điểm đó giờ còn ghi lại. Thì hôm nay tôi xin mạo muội đọc lên chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, và mong mọi người có gì sơ sót thì xin mọi người ý xả cho. Rồi thì bây giờ trước nhất tôi xin đọc khởi đầu cái lời tựa là Đại Đạo Luận của người Ngài, đạo danh là Chiếu Huệ Tâm, thánh danh là Thái Sớm Thanh, là Thái Chánh Võ Sư trong cái của Cao Đài Cao Thượng Bổ Tòa cái thời điểm năm 1947. Thì ông viết lại quyển này để lưu lại, lưu truyền lại cho thế hệ sau, những người có cái tư tưởng để tầm và hiểu cái thời điểm khởi sự của trời đất, đạo từ đâu, như thế nào trong cái lý luận này, Đại Đạo Luận. Rồi, đạo, tôi xin bắt đầu. Đạo đã mở từ thời thượng cổ, có biết bao nhiêu hiền, thánh, tiên Phật, để lại bao nhiêu kinh sách để dạy đời. Nhưng hiện giờ vật chất vẫn thắng tinh thần, phần đông người đời đều xa đạo, nên kết cuộc phải chịu nạn diệt vong trong nay mai. Thì tôi đây là kẻ hậu 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 học, tài sơ trí xiển, sức học cùng sự hiểu biết không bằng một góc của các vị bậc tiền bối, mà cũng dám lâm le lên gánh vác chuyện đạo này, cũng viết lên sách cùng thi văn khuyến đời, cũng lo luyện đạo, thì không làm sao tránh khỏi phải chịu một phần đông cho tôi là có sức nhái trèo cao. Xin lỗi, tại vì tôi tu thân không rồi mà còn muốn độ người thì thật là ảo tưởng. Nhưng tôi thiết nghĩ chất cây, chất đá, chất kim là vật như người, nhưng khác với người là ở chỗ là vô tri vô giác. Mà khi biết để luyện chế đúng cách thì nó sẽ thành hữu dụng, giống như là xe hơi ở thời đại này, máy bay, đạn thai. Những cây sống lâu năm nó cũng biết tu, tụ tinh thành khí, xẹt đi chỗ này, chỗ nọ. Người xưa mình thường gọi là bà cố hay thần đi, thường thấy điện xẹt từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, khác với những dẫn thạch bị ma ám, ma sát khi rơi vào bầu khí quyển. Loài cọp, loài xấu còn tu được đến phi thăng, huống chi người là vật có tánh linh hơn cả vạn vật, mà lại không biết tự tu tu luyện cho thành bậc thánh hiền, tiên Phật thánh. Nhưng hiện giờ người tu trên hoàn cầu đâu phải là ít,
mà lại không có nhiều người đắc đạo, mà tại sao? Đó là chẳng qua tại tu không đúng đường, luyện không đúng nẻo mà thôi. Đạo là gì? Đạo là không thi, không chung, không già, không non, không ngắn, không dài, không thanh, không trượt, không hình, không bóng, không thinh, không tiếng. Đạo là chân lý. Đạo là luật tuần hoàn. Đạo là đường tấn hóa. Nhờ có đạo mà bộ máy thiên cơ vận chuyển, sanh ra trời, sanh ra đất, sanh ra người, sanh ra cả muôn loài vạn vật càn khôn. Biểu biến biến quá quá không ngừng. Một hạt bụi, một cọng cỏ, một cái cây, một con thú đều theo luật đạo mà luân chuyển, mà tấn hóa. Đạo có luật tự nhiên. Đạo là luật tự nhiên, lý tự nhiên. Đạo bao quát cả càn khôn vũ trụ. Mà người đời vẫn muốn xa đạo, chứ đạo đâu có bao giờ xa đời. Đạo lập đời và đời chỉ nương theo đạo để được tấn hóa. Nhưng vì người quá mờ ám, vô minh, bị vật chất làm cho mê hoặc nên không thấy rõ lẽ ấy nữa. Cứ cho rằng sức có tài, khoa học là giỏi, đành quên mất đạo để phải chịu cảnh chém giết lẫn nhau. Nhưng đó chẳng qua là tại luật tuần hoàn của tạo hóa, hết ngày tới đêm, hết thạnh tới suy, nên đạo phải chịu thất kỳ truyền, và con người không còn thấy cái quyền bí của đạo nữa. Rồi cho rằng người lập ra đạo để dễ nhồi sọ những kẻ mê tín, hầu để bề cai trị, chứ không phải đạo lập ra để tạo hạnh phúc cho nhân loại và giải thoát cho nhân loại. Nên vì lẽ thuận thiên giả tồn, nghịch thiên tắc vong, mà ngày nay con người phải chịu những cảnh khổ của sự đam mê vật chất gây nên. Vì con người không còn muốn theo luật đạo nữa, nhưng theo luật thiên nhiên, hết ngày tới đêm, hết thịnh tới suy, nên đến đời mạt kiếp này đại đạo mới hoằng khai, hầu cứu rỗi nhân sinh, đem người đời trở lại thời miêu thuấn, đời thượng nguyên, để giải thoát cho 92 vạn ức nguyên nhân, hầu biết đường chân chánh mà lo tu để trở về cung đấng cha lành. Ngày nay đã đến thời kỳ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chúa Trời ân xá cho tất cả chúng sanh. Khi sự giai trả đã xong thì Chúa sẽ ban ơn lành, mở đạo dạy đời cho người biết được lý đạo để tu hơn xưa, để trở lại cụ vị ngôi mà mình đã từ nơi đó đi xuống. Đạo sẽ truyền ngay cho những người để khỏi bị thất truyền như trước đây. Đạo quý vô ngần, người ít phước khó mong rõ đặng. Nên chư hiền thánh thở xưa tuy mở đạo dạy đời để kinh sách lại, nhưng dùng toàn những lời ẩn ngữ sâu xa khó hiểu, bí ẩn, câu văn lẫn lộn hai nghĩa đạo và đời, nên người thường khó thấy rõ được cái lý đạo nằm ở đâu để mà tầm mà theo, mà chỉ thấy nghĩa theo đời là đi lạc nẻo. Ngày nay đến thời kỳ ân xá Đức Thượng Đế ban ơn lành cho tất cả những người muốn tầm lý đạo, rõ thông lý chánh, trở lại đường ngay, hầu dẫn dắt nhân sanh ra khỏi chỗ mù mịt. Nên bên đời Chúa cho người tìm đến lý nguyên tử để tàn sát lẫn nhau, cho người đời biết ngán kiếp sống tại nơi trần là kiếp khổ. Rồi bên đạo Chúa mở cho người cái trí để thích biết đạo, mộ đạo. Họ tầm những nguyên nhân gọi là nguyên sanh để chống lại những gì nguyên tử khi xảy ra, để cứu vớt những linh hồn, cứu cho những người chịu thoát khỏi luân hồi mãi mãi. Vì lẽ ấy mà hôm nay tôi có vài lời đưa lên, có ý viết ra
những cái lời trong cuốn sách Đại Đạo Luận này theo chí hướng của thầy tôi. Tiếp theo là các nhà hướng đạo thay thế Đức Đại Từ Phụ đem những lời chân chánh lý đạo mà đã học được để phô trương nơi đây, hầu để thêm ý kiến cho những ai là người mến đạo, ham cầm chân tầm chân lý để rõ thấu coi tại sao người thời trước tu được đắc thành tiên thánh Phật, còn ngày nay cũng có biết bao nhiêu người tu nơi thành thị, có nơi ẩn cư, nơi chốn thâm sâu cùng cốc rừng thẳm, ngày đêm tu luyện mà vẫn không đạt thành ý nguyện. Nhiều vị cao tăng khắp cả hoàn cầu cũng hành y những công phu như ngày xưa, cũng giận nội tức, cũng luyện quả hầu để được phép màu, ví như các vị Phan Xích bên Ấn Độ vào lửa xuống nước như chơi, chôn sống cả trăm ngày không chết. Nhiều thiền lâm lạc ma ở thiên tước tu biết xuất thần nhập định, thai hồn đổi xác, tri qua quá khứ vị lai. Xin lỗi, tu qua quá khứ, tiên tri được quá khứ vị lai, giận quả hầu có thể ngồi trên nước đá tan, nhưng cũng chưa đạt được lẽ quyền di của đạo để thoát khỏi luân hồi siêu kiếp. Nên ngày nay Đức Đại Từ Phụ, Đức Chúa Trời không quản ngại cảnh ô trượt nơi trần thế, hạ phàm thêm một lần nữa để mở đạo lần thứ ba này, để độ đời 92 vạn ức niên nguyên nhân trở về cụ cảnh. Hai kỳ mở đạo trước chỉ độ cho được 4 ức nguyên nhân mà thôi. Đó cũng là tại lúc trước ngũ châu hiệp nhất, nên ngũ khí trong người dễ triều nguyên. Còn lúc này ngũ châu tách biệt và bất hòa, sinh ra ngũ trược, nên cơ thể vì ấp thụ ngũ khí nên cũng khó hiệp về một chỗ, đại đạo mới bế tắc. Người luyện đạo khó thành chừng lập lại đời mới, ngũ châu hòa hiệp, người trên năm châu không còn cạnh tranh lẫn nhau, thì ngũ khí nơi đất được điều hòa, trong mình ngũ trước ngũ khí sẽ được triều nguyên, đại đạo sẽ mở, người luyện đạo sẽ được dễ dàng và dễ đắc thành bậc tiên Phật. Đạo không phải là hoàn toàn huyền bí như nhiều người lầm tưởng, rồi một ngày một phái duy tâm theo, cứ trông mong sự huyền diệu, cứ lo tụng kinh đi chùa lại Phật hoặc đến nhà thờ làm lễ Chúa, và tưởng rằng làm như vậy là lúc chết đi sẽ được Phật hoặc Chúa đem linh hồn về cõi thiên đường. Còn một phái duy vật cho rằng đạo là mê tín dị đoan, bịa đặt, không căn cứ vào đâu, nên nhất định không tin nơi đạo, cứ lo chạy theo vật chất là hơn, coi tinh thần linh hồn thì là rẻ, nên chỉ lo việc phần xác thịt chứ không lo đến cái vấn đề linh hồn. Lý luận của phái này đối với sự tu cũng giống như người dốt mà cho đi học thì vô ích thôi. Còn phải chí tụng niệm, tụng kinh, làm lễ rồi thôi, thì hành động đó là chẳng khác người học trò muốn được thông minh thì mỗi ngày đến trước mặt thầy giáo, cứ chi lo xá lại hoặc đọc dài dòng ABC, và một ngày sẽ được thầy giỏi như thầy mà mình đang học. Sự tu cũng giống như sự học, càng học cao thì càng thông thái nhiều. Người đi học thì nhiều, mà người đạt được bậc trạng nguyên, bác sĩ, thạc sĩ thì đâu có bao nhiêu. Nhưng con người đâu vì lẽ này mà không đi học. Sự tu cũng vậy, càng học lý đạo nhiều thì càng rõ lẽ vô vi của đạo nhiều, để dễ bề thực hành cho linh hồn mau tấn hóa. Sự học
là có ích cho con người sau này khi ra trường, sự tu thì có ích cho linh hồn sau này khi bỏ xác. Đạo bao gồm có cả khoa học như vật lý, hình thể, tâm lý, lý luận, siêu hình, thiên cơ học, vân vân. Nếu tu mà không thông ít nhiều các khoa học ấy thì hành cho đúng thiên cơ thì khó trông đắc được. Ai có xem triết lý học của ông Pythagore thì sẽ thông lý về giáo lý này. Vật lý học giúp người tu hiểu biết sự tấn hóa của muôn loài vạn vật để chứng chắc là sự tu tập của mình. Cơ thể học chỉ đường cho con người tu biết cách luyện đơn. Tâm lý học giúp người đó tu để dễ bề phổ độ chúng sanh, lập công bồi đức. Lý luận học thì giúp người tu sửa tâm sửa tánh, hầu thành người chí thiện chí mỹ. Y học giúp người tu biết cách trị bệnh lấy mình. Siêu hình học giúp người tu biết luật vô vi và hữu hình có liên quan mật thiết với nhau, làm sao để biết cách nuôi dưỡng linh hồn và xác thịt. Thiên cơ học để biết sự sanh của trời đất cùng cơ thể con người, hầu hành theo cho thuận thiên cơ, thuận thiên giả tồn. Vì muốn dung hòa hai phái duy tâm và duy vật, tôi cũng xin cũng muốn trình bày lẽ người đời không thể xa đạo, người tu không phải là vô ích cho đời hay hoàn toàn xa đời, nên tôi không nể đưa lên đại đạo luận câu văn mộc mạc để viết ra cuốn sách chia sẻ lên để hầu biết thêm những ý kiến của các học giả lưỡng phái trong cái vấn đề đạo lý. Những cuốn kinh sách xưa tuy thật hay nhưng vì câu văn ẩn chứa quá ẩn ý và cao sâu mắt mỏ nên người học đạo khó tầm ra và để thông lý chánh đặng. Đạo rất là rộng lớn bao la, ngàn kinh muôn điển cũng chưa chắc bày tỏ hết lý, nên những gì, những lời lẽ trên đây viết bất quá là một trong những cái lời phụ chép ra trong cái vấn đề kinh sách xưa và nay. Vì sự học đạo còn phải tu bồi, còn chưa đầy đủ, chưa kém cỏi, còn thấp kém, đối với nền đạo chưa có đạt được nào như mong muốn, nên xin quý vị lượng thứ cho những gì nói trên, rất mong thay. Rồi trước nhất thì cái bài chủ đề lời tựa để nói về đạo thì tôi cũng đã trình bày qua cái phần ghi chép của thân phụ tôi từ năm 1947, Phom Yeme Minop Sankaranset, thì tôi vừa trình bày cái chủ đề lời tựa trước nhất đạo là gì và những cái gì trong cái lý của đạo phát xuất từ thời điểm thượng cổ. Yeah. Thì đại khái lời tựa nó là như thế. Rồi sau đó thì có những cái để mình chia sẻ thêm, giống như cái bài trước khi mà chấm dứt cái lời tựa này đó, thì có cái bài thi của người qua cái vấn đề tâm ý phát xuất khẩu đó, thì tôi cũng chia sẻ lên, nó có tất cả là 8 câu. Thiện căn hữu phước, gặp kính thai, lý đạo gồm trong lẽ chánh này, ân pháp cao xa kinh sách cũ, phô trương để biết quyển văn này, quy nguyên tam giáo thiên đường chánh, hòa hiệp ngũ chi nhất mạch rài, giáo hóa đạo đời theo một nẻo, chứ gì vật chất đắm mê say. Đó
Đây là cái bài thơ của Ngài Chiếu Huệ Tâm viết lại sau khi trình cái chủ đề lời thừa. Thì tới đây là xin hết, rồi tiếp theo là sẽ giải thích thêm những cái gì mà mình cần chia sẻ trong cái vấn đề đại đạo luận trong cuốn sách này. Thì xin mọi người chia sẻ lên để hiểu, nếu mà có nghiên cứu thì cái đại khái nó là gì. Có gì sai sót xin hỷ xả cho. Mô Phật, Nam Mô Cao Đại Thế Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Đó. Hết nghe sư phụ. Rồi xong cái lời tựa là những vấn đề về viết về đạo. Dạ, bây giờ sư phụ chia sẻ tiếp đi. Rồi nếu mà chia sẻ tiếp thì bây giờ trên vấn đề đó thì tôi nói tiếp theo cái vấn đề trong cái đại đạo luận. Thì cái vấn đề đạo nó có nhiều cái vấn đề sâu sắc trong cái để mình tìm hiểu. Bây giờ trong cái đại đạo luận trước nhất là lý nhân sanh. Dạ. Cái câu lý nhân sanh này á, thì nghe đó thì hiểu nhưng mà không biết nó là cái gì. Lý nhân sanh trong cái đại đạo luận trước nhất thì tôi xin đọc mấy dần bốn câu thơ của người viết lại là trước khi vô thẳng chính đề để giải thích, chia sẻ lên cho mọi người nghe để hiểu. Rồi. Chiếu minh diệu pháp, lý cao sâu, huệ trí tầm nguyên rõ nhiệm màu, tâm tịnh lòng thiền nơi chánh giáo, nhất hòa tam ngũ độ năm châu. Nghĩa là đời người có ba dạng 600 ngày là có là bao, thấy sống đó rồi mất đó, có mấy ai vượt qua số, bách niên trường cũ, kẻ mới sanh rồi chết, có người hưởng dương đến mấy chục tuổi đầu rồi cũng bỏ xác, nhưng con người vẫn vui say thêm mùi vị của vật chất, đắm mình trong tứ đổ tường, đành quên mất hẳn sự đau khổ cùng mạng số vắng dỗi của đời người. Ngày mai sắp chết đến nơi mà hôm nay vẫn còn đua bơi trong cái đường danh lợi, còn ham toan tính chuyện làm giàu, lo mưu toan thần trước quỷ để thu nhập được nhiều tiền của, rồi khi đến chết cũng ô hô, chẳng vợ chẳng chồng, chẳng tình phụ tử, chẳng nghĩa huynh đệ, chẳng bạc chẳng tiền, chẳng danh chẳng lợi, sanh ra tay không, thác cũng về tay không, có chăng là xác thân đành vùi sâu trong ba tấc đất, rồi ăn của thổ cũng quờn về cho thổ, không còn biết được linh hồn mình sẽ được siêu lạc về nơi nào, chừng đó mình lại muốn tìm lên được thiên đàng, sợ xa địa ngục, nên con cháu lo làm ma chay rộn rực hực hở để làm lễ cầu hồn cầu siêu, nhưng nào thấy kết quả ra sao, chỉ có thấy uổng một kiếp người sanh thành mà không rõ được mình sanh ra để chi đây, mà phải chịu muôn ngàn sự khổ, nên chư Phật mới thuyết tứ diệu đế cho để cho người chưa biết tu là gì sớm mà ăn năn tự tỉnh, quay đầu hướng thiện lo tầm hiểu nguyên, do sự sinh loài người hầu có tầm đàn thoát khổ, đã tránh khỏi sự luân hồi mãi mãi, nhưng trăm người được mấy người ai rõ thấu được chỗ diệu màu của tạo hóa, nên phần đông chỉ lo chạy theo trường mộng ảo nơi bể khổ này, và cho đây là cảnh thiệt, và cho rằng sự đau khổ, sự
sự sanh diệt là sự thường tình, rồi quên đi tất cả những bổn tánh, bổn căn, quên cả mục đích của sự sanh thành ra loài người của tạo hóa. Tạo hóa đâu có phải là sanh loài người để loài người phải chịu đủ thứ đau khổ để rồi mất. Đó thôi. Nếu vậy, thành ra Đức Chúa Trời ghét con của Ngài lắm sao? Vì linh hồn của nhân loại là điểm linh quang của người, tức là con của Ngài, cho xuống trần trước là để học hỏi, để tấn hóa, sau là để tu trở lại ngôi xưa, đắc thành tiên thánh Phật mà trở lại cùng Ngài. Ngài cho linh hồn xuống trần cũng giống như cha mẹ cho con lên trường đi học, cho thành người thông minh để hầu trở lại giúp đỡ gia đình cùng xã hội. Đặng rồi đứa con lớn lên hơn có chịu dìu dắt đứa nhỏ hầu để làm cho cả bầy con được thông minh trí tuệ. Cha mẹ thì lo cho các con đủ phương, đủ mọi cách, từ mảnh quần tấm áo, từ sách vở, tiền bạc, bữa ăn, chỗ ngủ. Thế mà các con khi vào trường ỷ sẵn có tiền cứ lo vui chơi trên cái con đường sai quấy, bỏ hết cả học hành, chẳng kể gì tương lai, và còn nói với nhau rằng học chắc gì được làm quan quyền, quý mà học chắc gì cho mất công, rồi không lo, rồi cứ lo ăn chơi vui sướng cho thỏa đáng, được lúc nào hay lúc nấy, không hướng được cái hiện tại, cứ chạy theo những cái không chắc vào đâu. Rồi thử hỏi ông cha ở nhà thấy bầy con khờ dại như thế sẽ như thế nào. Rồi lúc ra trường khi lớn lên thấy bạn bè như lúc ở trường siêng năng học giỏi, nay được hạnh phúc hơn mình, còn mình thì dốt mà phải bị lấn ép đủ điều. Hỏi vậy các trẻ có ăn năn không? Cõi trần đây là có khác chi chốn học đường, để cho linh hồn đến trước khi học hỏi, sao là để tu. Tu hành hầu để sao cho linh hồn khi bỏ xác ở cõi trần cực này cũng như đi học. Cực nhưng phải ráng chịu cực thì sao mới thành danh. Người mà không lo tu thì không khác nào con đến trường mà không học, thì không khỏi mang tội bất hiếu với cha lành. Nói tới đây, không khỏi nhiều người nói rằng hiện giờ có thấy ai thành tiên Phật đâu mà bảo phải đi tu, lo đạo. Tôi xin mạn phép nói rằng sự tu cũng giống như sự học. Nếu nói rằng bây giờ không có ai lo học thành tài như Tạng Trình, Cống Quỳnh, Mạc Đỉnh Chi, thì không học đó là những sự lầm lẫn to lớn vô cùng. Học ít biết ít, học nhiều biết nhiều. Có đi học có phải là giỏi hơn lúc mình chưa đi học không? Sự tu cũng vậy, tu đắc để được tiên Phật thì không khác nào học đỗ thành trạng, còn tu không đắc được tiên Phật thì không khác nào kẻ có học. Ít nhiều gì cũng biết được sự cao thấp khác nhau, nhưng vì nó không thuộc về phần vô vi, cũng như sự thông minh, mình tự hiểu lấy mình, chứ người ngoài làm sao thấy được. Con người cứ tưởng hễ tu thì phải biết thần thông biến hóa, thăng thiên động thổ, biết quá khứ vị lai thì mới nên tu cho là đắc đạo. Còn chứ không về Phật hay không Phật là tự do nơi tâm mình. Nếu thấy bề ngoài mà đoán được ai là Phật thánh tiên thì ngày xưa Đức Jesus Christ đâu có bị hành hình nơi cây thánh giá. Đức Khổng Tử khỏi bị các vua Di, Tống, Vệ, Khôn, Trần triệt giao. Rồi đại khái thì một cái phần trước nhất nói để cho quý vị hiểu một cái
phần về lý của cái phần thứ hai về lý nhân sanh đại khái tới đây thì xin ngừng để sau khi đó thì sẽ tiếp tục cái tiếp những cái gì còn sót lại. Rồi. Dạ. Con xin chào sư phụ chia sẻ một cái quyển sách nói rất hay ạ. Lý nhân sanh. Lý nhân sanh. Dạ. Con xin chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một buổi tối bình an hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi xin chào mọi người. Chào đại khái thì người bây giờ con mắt hơi yếu rồi. Thì đọc thì cũng trình lên cũng chưa có được hấp dẫn lắm.